ai cũng biết là bình thường mình ăn ít lắm mà chị đẹp cứ sơ hở là rủ đi buffet. Nói chung là cũng sợ lỗ, nhưng mà nghe tới khúc ăn bò tươi thả ra đã vậy chưa tới 300k xiền một người, nên dù ăn ít cỡ xương xương cái bàn này nhưng vẫn không bị lỗ nha. Biết sao không, mặc dù mình ăn ít lắm nhưng cái nào ngon với đắt nhất thì kêu răng chứ. Giống như cái bò nướng tảng thơm mềm mọng nước này nè, chứ nhớ hồi đó gọi món cũng đắt đó nha, mà nay nằm trong buffet kiểu dày ăn quá là đã luôn. Chứ gói buffet này cũng tầm hơn 70 món á, nhưng mà mình ăn món nào chất lượng nhất thôi. Thì tại mình ăn ít mà, nhưng mà nhất định không thể bỏ qua mấy miếng cá ngừ nướng này được. Cắn vô cái thịt nó tươi mà vừa dai vừa chắc. Mà buffet giá này còn được ăn sashimi cá ngừ thả ga nữa, xịn ghê nha. Xịn hơn nữa là cái nồi xíu ếch bò với sườn bò nướng này nè. Miếng sườn nướng tại quầy còn nóng hổi chấm qua lớp bơ béo này. Một cái mà không ngờ cái miếng sườn bò nó mềm vậy luôn á. Nhưng nãy giờ chỉ là khai vị xương xương thôi. Giờ mới vô món chính xịn sò nhất nè. Là mấy dĩa bò tươi Việt Nam được cắt trực tiếp tại quầy, đem vô nhúng lẩu ăn không giới hạn, chỉ có cái bao tử mình là có hạn thôi. Mà công nhận miếng bò tươi nhúng vừa chín tới ăn nó mềm mà ngọt dễ sợ. Chấm nước mắm hay chao gì cũng ngon hết trơn. Mà thấy ở đây nước lẩu cũng có nhiều loại dễ ăn lắm nha. Nhưng mà ăn ngay cái lẩu riêu này hơi bị dính luôn á. Bởi ăn ít nhưng mà hên sao nãy giờ kêu món nào cũng ngon cũng chất lượng hết trơn. Ta nói nãy giờ ngồi lo nhúng bò nên cái nước lẩu giờ nó càng ngọt hơn. Mà ví dụ vô 3.5 không ăn buffet thì mình ăn gọi món vẫn được nha. Mà dù sao thì ăn buffet vẫn hời hơn với nhiều món hơn đúng không? Đã vậy còn đang đi 4 mà tính tiền 3 thôi nữa chứ. Mà nói chứ nãy giờ mình ăn cũng ít, đẩy hết nồi lẩu với nhúng 5 dĩa bò đó thôi. Thì mình qua tiếp mấy món đặc trưng khác nữa chứ sao. Chứ nãy giờ mình cũng có ăn cái gì nhiều đâu. Nên ngoài ăn mấy món xịn sò kia cũng phải đẩy luôn một dĩa tráng miệng đặc sản này chứ. Mà công nhận tráng miệng ở đây cũng đa dạng nữa. Nhìn cái quầy lai nhiều món cỡ vậy không biết ăn chừng nào mới hết luôn á. Nhưng mà cứ ngồi ăn trong cái không gian máy lạnh rộng rãi mát mẻ. Lựa mấy món hời hời mà ăn là không có sợ lỗ nha.